Và cái điểm mà khiến cho rất nhiều người dùng Việt Nam lăn tăn khi mua sản phẩm này đó là cái con chip của nó. Mua laptop cũ giá rẻ, bảo hành trọn đời đến ngay tinphatlaptop.com. Mua qua kênh Dương Dê, giảm luôn 300.000 đồng. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ở cái số tư vấn điện thoại lần này thì mình sẽ chỉ trả lời một câu hỏi duy nhất thôi, bởi vì mình nghĩ rằng là cái câu hỏi này là cái câu hỏi mà cần nhiều thời gian để trả lời hơn. Đấy, cái câu hỏi đến từ bạn Nam Trần sau khi xem xong cái video mình trên tay cái chiếc Google Pixel 5 tại Clickbuy, thì bạn có hỏi là: anh Dương ơi, em có xem bên Clickbuy thì thấy Pixel 5 đang ngang giá với cái iPhone 11 thì nên mua máy nào vậy anh? Đấy. Thế thì hiện tại mình có tham khảo tại website của Clickbuy, thì các bạn chú ý là cái Pixel 5 quốc tế mới trần đang được bán tại Sài Gòn ở Clickbuy thì họ đang để là 14.390, còn ở Hà Nội thì là 14.990. Như vậy thì nếu mà các bạn mua thì nên mua ở trong Sài Gòn, cái này mình cũng khuyên thật luôn. iPhone 11 hàng chính hãng mới 100% thì mình có tham khảo tại website của Clickbuy, thì hiện tại họ đang để với mức giá là 13.790.000 đồng. Nhưng khi các bạn mua hàng qua kênh Dương Dê, nghĩa là các bạn đến cửa hàng, các bạn chỉ cần nói là tôi xem qua kênh Dương Dê, mặc định các bạn sẽ được giảm giá 100.000 đồng cho tất cả các cái mã màu sắc iPhone 11 tại Clickbuy. Đấy, như vậy là iPhone 11 nếu các bạn mua qua kênh Dương Dê thì sẽ còn là 13.690, và hai cái sản này thì lệch nhau có mấy trăm nghìn thôi. Đấy, thế thì sản nào sẽ đáng mua hơn, mình sẽ phân tích rất kỹ cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đầu tiên là về thiết kế, đẹp hay xấu là tùy thuộc vào mắt của mỗi người. Cái mặt trước thì mình thích cái kiểu của Google Pixel 5 hơn, bởi vì là nó không bị chiếm dụng diện tích quá nhiều bởi cái phần tai thỏ mà nó lại là cái phần nốt ruồi. Đấy, mình thích cái mặt trước của Pixel 5 hơn. Nhưng mà cái mặt sau thì mình thích cái kiểu của iPhone 11 hơn. Còn về cái cảm giác cầm nắm thì Pixel 5 sẽ có một cái cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cả iPhone 11. Nó mỏng hơn, nhẹ hơn rất nhiều so với cả iPhone 11. Đấy, cái Pixel 5 nó bị một vấn đề đấy là cái phía mặt lưng của nó ấy, nó vẫn có cái cảm biến vân tay phía mặt lưng, nên thành ra là nó sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến những cái sản phẩm từ ngày xưa, những sản phẩm cũ từ ngày xưa cơ. Đấy là nhìn cái đấy nó kiểu như là nó không hợp thời, không hợp xu hướng ở thời điểm hiện tại nữa. Còn về cái độ nhận diện thương hiệu thì rõ ràng là iPhone 11 sẽ có độ nhận diện thương hiệu tốt hơn rất nhiều so với cả Pixel 5 rồi. Đấy, nên là thiết kế thì cũng tùy thuộc mắt anh em thôi nhá. Nhưng mà cảm giác cầm nắm thì mình đánh giá là Pixel 5 sẽ có phần nhìn hơn. Về mặt màn hình thì chắc chắn 100% mình sẽ lựa chọn Pixel 5 rồi. Bởi vì Pixel 5 tất cả những yếu tố về màn hình của nó đều có phần nhìn hơn so với iPhone 11. Thứ nhất, tấm nền của nó là tấm nền OLED, mình thích hơn so với cả tấm nền IPS của iPhone 11. Cái tấm nền OLED của cái Pixel 5 ấy, mình thấy là màu sắc ra tương đối ổn đấy. Và đối với cả tấm nền OLED của Pixel 5 ấy thì nó có độ tương phản rất là cao, ra ngoài trời nắng nhìn sẽ cực kỳ là rõ ràng luôn, và độ sáng của nó cũng sẽ tốt hơn so với cả iPhone 11. Màn hình này thì cũng sẽ có độ phân giải cao hơn iPhone 11, cũng có mật độ điểm ảnh tốt hơn, và tần số quét cũng cao hơn iPhone 11 luôn. Nên là với những cái điều đó thì mình sẽ lựa chọn Google Pixel 5 về mặt màn hình. Tuy nhiên, cái điểm yếu lớn nhất của cái Pixel 5 ở đây là gì? Đấy là cái hiệu năng. Đấy, rõ ràng là với cái số tiền bỏ ra hơn 14 triệu để mua một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 765G thì rất là nhiều bạn sẽ kêu ca rồi, đúng không ạ? Và hiệu năng thì về con chip nhá, Pixel 5 thua đứt đuôi so với cả iPhone 11. Con chip Snapdragon 765G không thể bằng được con chip Apple A13 Bionic ở trên iPhone 11 được. Tuy nhiên, các bạn hãy chú ý rằng con chip Snapdragon 765G nó có 5G, cái điều mà iPhone 11 không có. Và thêm một điểm nữa, đấy là cái bộ nhớ trong tối thiểu của Pixel 5 là 128GB. Nghĩa là trong cái tầm giá này chúng ta đã có thể lựa chọn là Pixel 5 phiên bản bộ nhớ trong 128GB rồi. Còn iPhone 11 thì với cái tầm giá 13.690, nếu các bạn mua qua kênh Dương Dê thì các bạn sẽ chỉ mua được phiên bản bộ nhớ trong 64GB thôi, bằng một nửa. Thì đấy cũng là cái vấn đề mà chúng ta cần phải đắn đo cân nhắc. Còn tất nhiên nếu các bạn muốn có những phiên bản bộ nhớ trong cao hơn, ví dụ như là 128GB chẳng hạn, thì chúng ta phải bỏ ra thêm nhiều tiền đấy, phải lên đến tận hơn 15 triệu cơ. Thì lúc đó nó lại là một bài toán khác rồi. Đấy. Vậy nên là cái hiệu năng ấy thì phải tùy thuộc xem là cái nhu cầu sử dụng của bạn như nào. Nếu mà bạn chơi game nặng, mặc định bỏ qua luôn cái Pixel 5 luôn và nghĩ ngay đến iPhone 11. Còn nếu mà bạn chỉ chơi những cái tựa game trung bình nhưng mà các bạn lại hay chụp ảnh nhiều, thì cái vấn đề lưu trữ, quay phim, chụp ảnh thì rõ ràng là với bộ nhớ trong 128GB nó sẽ thoải mái hơn so với iPhone 11. Đây thì tiện thể nói về phần chụp ảnh thì mình cũng sẽ đánh giá là Pixel 5 sẽ có phần nhỉnh hơn về chụp ảnh so với cả iPhone 11, đặc biệt là trong cái khoản chụp ảnh ở bóng tối. Thì đây là cái lợi thế chung của những sản phẩm Google Pixel từ ngày xưa rồi cơ. Đấy, nhưng mà nếu mà mình chỉ chụp ảnh bình thường, kiểu như là ngoài trời điều kiện đủ sáng này, hay là chụp trong những cái điều kiện bình thường hàng ngày chẳng hạn, thì cái chụp tự động mình đánh giá là cái iPhone 11 mình thích hơn, thích cái kiểu
kiểu màu của nó hơn. Nhưng mà chụp trong bóng tối thì thực sự là Pixel 5 là một tượng đài đấy, nó chụp rất là đẹp luôn. Còn camera trước thì mình sẽ lựa chọn iPhone 11 nhé. Camera trước của Pixel 5 thì rất là bình thường thôi. Camera sau được bao nhiêu thì camera trước của Pixel 5 lại bình thường bấy nhiêu. Rồi chúng ta sẽ nói về pin thì sao. Mặc dù có thông số pin cao hơn so với cả iPhone 11, nhưng mà cái thể hiện của Pixel 5 nó cũng chỉ xem với iPhone 11 thôi. Mà xem với iPhone 11 cũng đã thuộc dạng là gọi là tốt lắm rồi đấy. Đấy. Mình đánh giá có thể coi như là bằng hòa về pin. Còn những yếu tố khác nữa, ví dụ như là loa ngoài là loa kép thì cả hai con đều có, nhưng mình thích cái kiểu loa kép của iPhone 11 hơn. Và cái khả năng kháng nước kháng bụi thì cả hai con đều có. Nhưng hãy chú ý rằng iPhone 11 khi các bạn mua tại ClickBuy thì nó là hàng mới 100%. Đấy, và điều đó nó sẽ yên tâm hơn rất nhiều so với việc là Pixel 5 nó chỉ là hàng cũ thôi. Cái kháng nước của nó cũng đã bị hao mòn đi rồi. Rõ ràng là như vậy, đúng không ạ? Nên là phần này mình sẽ lựa chọn iPhone 11. Những yếu tố khác thì sao? Về hệ điều hành thì cái này bạn sẽ thích Android hay iOS hơn thôi. Còn hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài thì bạn cứ yên tâm, hai con này đều được hỗ trợ cập nhật phần mềm rất lâu dài. Về sóng sánh các thứ thì Pixel 5 không phải là một sản phẩm có sóng sánh quá mạnh mẽ như là những sản phẩm của Trung Quốc đâu. Và khi mà mình sử dụng thì mình cảm thấy là nó rất là xem với cả iPhone 11. Đấy. Chứ cũng không có điểm gì gọi là nổi bật hơn về sóng wifi hay là cái thứ cả. Ví dụ như mình mà đi vào trong thang máy cái thứ thì giả sử như iPhone 11 còn một vạch sóng thì ông Pixel 5 cũng chỉ còn một vạch sóng thôi. Chứ không như điện thoại Trung Quốc có thể là nó có khoảng 2 đến 3 vạch sóng cơ. Cá nhân mình thì thấy là như này này. Cái vấn đề lớn nhất khi chúng ta phân vân giữa Pixel 5 với iPhone 11 là gì? Đấy là vấn đề thương hiệu. Rõ ràng là thương hiệu mình vẫn đánh giá là Apple sẽ tốt hơn. Và chính vì việc có thương hiệu tốt hơn nên là nó sẽ giúp chúng ta có những điều gì? Đấy là mua đi bán lại dễ dàng hơn, sửa chữa dễ dàng hơn, nhiều phụ kiện đi kèm hơn. Đấy, và chắc chắn rồi sẽ giữ giá hơn. Các bạn cứ yên tâm, giờ này một năm sau thậm chí là giá của Pixel 5 chưa chắc đã bằng một nửa giá bán của iPhone 11 đâu. Thực sự là như vậy đấy. Nên là mình nghĩ là cái vấn đề đó sẽ là cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất. Còn cá nhân mình thì thấy là Pixel 5 là một cái sản phẩm toàn diện, gần toàn diện về nhiều yếu tố. Và cái điểm mà khiến cho rất nhiều người dùng Việt Nam lăn tăn khi mua sản phẩm này đó là cái con chip của nó. Chúng ta phải bỏ ra một số tiền quá cao để mà mua một cái con chip Snapdragon 765G thì đó là một cái rào cản rất lớn của Google Pixel 5. Tất nhiên với bản thân mình thì 765G là một con chip rất đủ dùng đối với bản thân mình rồi. Nhưng rõ ràng là cái hành vi mua hàng người Việt Nam nó sẽ khác. Đấy, và mình thì không phải là chip thủ đâu, nhưng rõ ràng là kể cả những bạn nào mà không phải chip thủ đi chăng nữa, chúng ta có dám bỏ ra từng đấy tiền để mua Pixel 5 hay là với từng đấy tiền các bạn sẽ mua iPhone 11? Đấy, các bạn hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và thời điểm hiện tại mình nghĩ là thời điểm tốt nhất để các bạn có thể mua iPhone 11 với mức giá rẻ tại ClickBuy rồi. Đó, đây là hàng mới 100% chính hãng luôn. Và thêm một cái điểm nữa đấy là so với những cửa hàng khác thì đầu tiên là giá ở ClickBuy đã rẻ rồi, nhưng mà cái hơn ở đây là gì? Đây là cái bảo hành 18 tháng của họ, là cái điểm mà mình cảm thấy rất là thích đấy. Đấy, bảo hành 18 tháng luôn. Và tất nhiên nếu các bạn muốn bảo hành rơi vỡ hay bảo hành 1 đổi 1 thì họ cũng sẽ có những chính sách bảo hành mở rộng. Tất nhiên cái này các bạn phải thêm tiền. Đấy. Còn mặc định thì cứ như chính sách của hãng xong nhân lên gấp rưỡi thôi. Nghĩa là hãng bảo hành trong 12 tháng thì ClickBuy bảo hành trong 18 tháng, nhân lên gấp rưỡi là xong. Đó. Ok, hàng chính hãng mới 100% thì yên tâm tuyệt đối nhé. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.